Vâng, đây là Skelet của ta. Còn đây là game thủ Teja, thành viên từ team Liquid, người đồng đội của Hero. Liquid Hero thưa bạn. Chúng ta đang ở trên map Overground và tỷ số hiện nay của chúng ta thì đang là 2-1 tạm nghiêng về phía game thủ Teja. Và chúng ta đang ở trên một BO5, trận đấu của bán kết 1 thưa bạn. Bán kết 1 BO5. Trận đấu rất là căng thẳng đây. Hiện nay thì như các bạn biết rằng thì Scarlet đã là chiến thắng trước Teja trong với tỷ số 2-1 trong round 16 rồi. Tuy nhiên là hai game thủ của chúng ta lại gặp lại nhau ở trong playoff. Không biết liệu rằng là Teja có để cho đối phương cơ hội không? Thắng thêm một game nữa hay không? Tại vì dù Scarlet có mạnh thế nào nữa thì đối đầu với cả Scarlet lại là một trong những game thủ Hàn Quốc. Một trong những game thủ Tehran khá mạnh của Hàn Quốc từ thời Wing of Liberty đến nay. Gì ấy? Yeah. Trận gì mà thấy có là dọc gì ấy? I think if the Terran builds momentum on that path, I think it could be really scary to play against. Yeah, that's what Bomber did against TLO on this map. Just maxing out, went down there. Tư vấn mua ghế chơi. But if Terran expands, tư vấn mua ghế chơi á. Cứ làm cái ghế giống của mình à. Ghế chơi game của mình à. Ghế chuyên dành để chơi game luôn. Cảm giác ngồi thoải mái lắm. Thì chỉ mỗi tội là nó thiếu mất cái kê chân thôi. Thế là mình bạn thấy rằng hiện nay thì để xem là chúng ta thấy rằng là trận đấu lần này thì Scarlet cũng rơi giống như những cái game đấu trước. Ngay cả Teja cũng vậy, anh ấy sau khi có Reaper đầu tiên thì bắt đầu là cũng chuyển hướng luôn. Vâng, cũng bắt đầu đặt xuống cho mình cái comm center thứ hai luôn. Hai game thủ của chúng ta đánh hầu như là cũng không có gì thay đổi cả thưa bạn. Teja thì cũng không hề có ý định là muốn proxy Rack. Scarlet thì cũng không hề có ý định seek pool gì cả. Và các bạn thấy hiện nay thì Reaper đã lên được đến nơi rồi. Đã nhìn thấy đối phương là ăn mấy chỉ có ăn có một gà mà thôi. Tổng ngồi đếm số lượng roll thì đang là 3 con đang khai thác gà. Ngó ra ngoài chung chưa có cái gì bất thường gì đây cả. Nhưng ít nhất thì ô kìa. Vâng, tí chết thưa bạn. Thế ra tí nữa ăn được cái con roll chấm máu kìa. Scarlet rất nhanh tay. Tôi thấy là cái kỹ năng mà Scarlet làm được tốt nhất đó chính là chạy drone như vậy. Chạy dần. Này thì đây và quân đội của chúng ta. Cái gì đây? Vâng, Overlord đang bị bắt ạ. Overlord đang bị bắt. Này chấm máu rồi. Vâng, không có quân. Thế nào chúng ta không có không quân nên khi mà quân đội của Zerg đã vào được đến cái vị trí góc như vậy rồi sẽ không nhìn thấy cái gì cả. Không thể nào bắn lên được. Thế nào chúng ta đã vào ăn gà thứ hai rồi và bây giờ thì là nhà Starport cho game thủ thì ra không biết là anh nghĩ vâng cái gì đấy, nó lại bên cạnh nó lại là Aeron Richter à, đúng rồi. Tại sao bên cạnh Barak lại là Aeron Richter nhỉ? Bình thường thì đây sẽ là add-on Tech Lab để có thể lên Basic Lock hoặc là lên Viking. Nhưng mà trong trận đấu lần này Teja hình như không hề có ý định chơi đế chứ phải. Hôm nay thì Scarlet đang bắt đầu tiến hành đặt xuống cho mình Speed Link. Còn Teja thì đang lên cho mình cái Mavoc rồi. Hai Helion cùng với cả Mavoc. Phải chăng là Teja chuẩn bị muốn sử dụng Mavoc để mà drop Hellbat, drop những con Helion này và vào bên trong mỏ của đối phương chăng? Thế này tôi đã phát hiện ra được rằng là đối phương thì đã ăn mỏ thứ 3 rồi. Nhưng mà ít nhất thời điểm này thì mỏ 3 cũng chưa có cái gì cả. Chắc nếu Teja muốn tấn công sẽ phải tấn công thẳng vào vị trí mỏ 2 hoặc là main bay đây. Hellbat thăm minh à? Cái gì? Cap lock gì đấy? Hellbat thăm minh à? Tôi nhìn thấy nhà Armory rồi. Tôi nhìn thấy cái nhà Armory của Teja rồi. Như vậy khả năng rất lớn đây chính xác là cái Hellbat thăm minh thật.
Chúng ta cùng chờ đợi xem. Hiện nay thì một Mavac chở khoảng tầm 5 con Marine mà bao giờ di chuyển rồi, chuẩn bị drop vào vị trí phía bên trong main bay của Scarlet. Và biết rằng đối phương thời điểm này vẫn chưa tạo creep, cho nên là vẫn chưa nào có khả năng nhìn ra đến tận đây được. Ok, lại nhắc lên nữa, vâng, lại đưa về. Thế ra làm gì nhỉ? Không hiểu ạ. Bây giờ bắt đầu drop ở góc này rồi. Hiện nay thì ammo bị hoàn thành xong cho game thủ Tezao ra rồi. Anh ấy bắt đầu đưa quân của mình vào rồi. Vâng, đã bắt đầu chuyển sang trạng thái sang trạng thái Hellbat rồi. Đã xử lý xong được một cái spike caller ở ngoài và bây giờ đang bắt đầu lùa hai queen ở đây thưa bạn. Thời điểm này thì mười mấy con rước linh đang được mua ra cho game thủ Scarlet của chúng ta. Tuy nhiên vấn đề nằm ở chỗ đây là đang có mấy con Hellbat đây, sẽ không thể nào giành chiến thắng được. Úi giời, vâng, lao luôn. Bây giờ sẽ là xử lý nhà gì đây? Nên Zerling đang ở phía sau, bác lao ra không được, gọi Zerling lao đúng vị trí của Hellbat này, có phải không ăn thua rồi. Nên Mavac đang làm một pha pick up thôi bạn. Mavac đang làm nhiệm vụ để pick up những con Hellbat và chấm máu lên, đưa ra phía sau để có thể là có khả năng hồi máu. Mavac sẽ hồi máu trực tiếp cho những con Hellbat này luôn. Ôi giời ơi, gì đây? Vâng, ôi giời. Tôi nhìn thấy cái gì cơ? Con Marine, con Reaper ạ. Reaper. Hiện nay thì có một Hellbat, Marine và Hipper đang có mặt ở vị trí mỏ 2 này. Trong khi đó thì ở phía mỏ 3 thì 4 Hellbat đang bắt đầu ngồi lùa Queen. Một Hellbat đã bắt đầu được đưa ra ngoài rồi. Bây giờ đây rồi, nhìn thấy Dương Linh luôn, chơi luôn, vâng, ngon luôn. Hellbat xịt, vâng, khoảng tầm 4 con, nó cứ một lần xịt như vậy, chết luôn đàn Dương Linh rồi. Ngày xưa thì chúng ta chỉ cần 2 thôi, nhưng mà bây giờ thì chúng ta sẽ cần 4, thì lượng đam nó đủ rồi. Lại gọi thấy, ui dồi, Hellbat xịt bên linh luôn. Giờ thì chúng ta thấy rằng là, vâng, GG rồi, vâng, xin chúc mừng Tezza. Và như vậy là Tezza là game thủ đầu tiên và trận chung kết rồi. Như vậy là anh ấy đã trả cho Scarlet một trận thua cũng rất là buồn, đau buồn. Scarlet sẽ phải ra về với một phần quà, vâng, sang bắt tay người đồng đội gái. Không phải ra rút dây. Không phải ra bắt tay mà chỉ ra rút dây thôi. Mặc xác nó luôn. Vâng, có vẻ Tây Gia không mặn mà với Scarlet lắm.